sẽ mạnh về phần tuyển vụ, còn yếu phần phát động. Em đang ở khoảng tầm độ 7 điểm rưỡi trở lên. Em chấm lên thang điểm 10 thì em nghĩ là tiếng Anh của em được 5,2. Nghĩ là theo thang điểm 10 thì tiếng Anh của em là 7 hoặc 8 điểm. Nếu ngôn ngữ chính thức thứ hai của Việt Nam là tiếng Anh thì em thấy nó sẽ rất là tốt, tại vì nó sẽ giúp Việt Nam và sẽ giao tiếp dễ dàng hơn với mọi người. Nó cũng sẽ giúp nhiều thứ hơn như là trong ngành du lịch. Nó giúp các bạn học sinh hiểu về nhiều ngôn ngữ hơn. Em cũng có một chút phần hoang mang bởi vì tiếng Anh của em hiện tại học khá là yếu, và em nghĩ nếu mà là ngôn ngữ thứ hai thì em cần phải cố gắng hơn. Em nghĩ đó là một điều cũng rất tốt ạ, nhưng mà em nghĩ bây giờ sẽ rất là khó thực hiện ạ. Tại vì bây giờ tiếng Anh thì chưa phải là tất cả các trường, các thợ học sinh đều thông thạo ngôn ngữ này. Vẫn có nhiều các bạn rất là yếu kém ạ. Em nghĩ là cần đưa tiếng Anh vào chính cuộc sống ạ. Như là trò chuyện hay là giao tiếp thì cần nói tiếng Anh hay là sử dụng tiếng Anh nhiều hơn ạ. Thì em cảm thấy là tiếng Anh sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai hơn, gần gũi hơn ạ. Em sẽ học tiếng Anh nhiều hơn, giao tiếp với người nước ngoài nhiều hơn ạ.